chúng ta làm một câu được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa của các trường chuyên tại Đồng Nai năm 1 2017 2018. Đề bài như sau. A là một hydrocarbon no mạch hở Cái đốt cháy hoàn toàn A với một lượng oxy vừa đủ. Thế tổng số mol các chất trước và sau phản ứng bằng nhau. Qua là xác định công thức phân tử qua. A. A là hydrocarbon no thì nó có dạng là CnH2 2n cộng 2. Ở đây chúng ta đi tới dụng oxy. Hệ số căn bằng của oxy đó là x cộng y chia 4. 2n cộng 2 trên 4. Để chúng ta tạo ra CO2 cộng H2O. Đây n carbon thì đn n carbon đủ. 2n cộng 2 đây 2 rồi, thì đây cộng 1. Rồi, ở đây người ta cho thế này người ta thấy tổng số mol của chất trước phản ứng và sau vẫn bằng nhau như vậy đây mình chọn hydrocarbon đây là một mol một mol thì chuyển qua đây một nhân cho n 2 n trên 4 là 0,5 n cộng 0,5 nữa là 1,5 n cộng 2 trên 4 là 0,5 đây là N và đây là N cộng 1 Thế để cho này thì mình có là 1 cộng cho 1,5 n cộng cho 0,5 là mol khí trước phản ứng mol chất trước phản ứng bằng mol sau phản ứng là n cộng n cộng 1 từ đây chúng ta sẽ suy ra được n chuyển qua phía phải thì nó là 1,5 n sẽ là 0,5 n như vậy 0,5 bằng 0,5 thì n bằng 1 bây giờ CDA là CH4 rồi, chúng ta hết câu A. Chúng ta đến uh, câu B. Viết phương trình hóa học và ghi rõ điều kiện để thực hiện giải trình hóa sau. Cho biết các chất trên đều là các chất hữu cơ, mỗi mũi tên là một phương trình hóa học, phân tử giá trị chứa một clo. R là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp chất dẻo. Rồi. Bây giờ chắc chắn là chúng ta phải xuất phát từ điểm A rồi. Từ A chúng ta là CH4 mà ra B. B là hữu cơ thì bạn bà... ở đây là phương pháp điều chế acetylen, acetylen đúng không? Và phương pháp là chúng ta sẽ là làm lạnh nhanh. Và nhiệt độ đây là 1500 độ C. Bây giờ 1500 độ C làm lạnh nhanh này. Cái đó mình sẽ tạo thành CH3CH -CH cộng cho hydro. -dô. Và bên này là 2 tiếp từ ch nó ba ch này chúng ta sẽ đến x rồi đến y từ ở đây mà ra z như vậy đặc điểm z ở đây có một clo mà nó có hai thì chúng ta có thể phỏng đoán được z chứ bây giờ là đây chứ chúng ta bây giờ là ch 3 ch 2 cl tức là rồi phương trình thứ hai từ b ra x từ b ra x mà x mà chúng ta trùng hợp ra y này như vậy x của chúng ta có 2 c như vậy trong trường hợp này như sau chúng ta sẽ lấy cái thằng acetylen đi tác dụng với hydro Xúc tác ở đây mình khống chế nó lại là pd trên pbco3 nhiệt độ đúng nóng với xúc tác này nó sẽ biến liên kết đôi liên kết ba thành liên kết đôi ch2 nối đôi ch2 đây là phương trình số 2 rồi từ CH2 nối đôi CH này, hai này. Chúng ta biến thành chất Z có một cờ lo Thì đây chúng ta sẽ đi cộng HCl. Bạn chất là gì? Những hợp chất có chứa liên kết đôi thì nó sẽ là đói. Đói thì nó sẽ ăn đang combo heo cá. Heo là hydro, cá là clo. Cái đó nó biến thành CH3, CH2, Cl. Đây là phương trình 3. Phương trình 4 như sau, từ B ra Y. Mà Y ra thằng này, như vậy đây chúng ta sẽ có đó là B chúng ta là CH nó 3 CH. Đây nhá. Đây là A này. Đây là B này. Đây là X này. Và đây là Z. Được chưa nào? Rồi. Từ CH chúng ta CH nó 3 CH chúng ta sẽ đi cộng hydro. Với xúc tác ở đây mình dùng là nickel nhiệt độ đun nóng. Và chắc đây nó sẽ biến từ liên kết 3 thành liên kết đơn. CH3 Đến cái đơn CH3 và cộng hai phân tử hydro đây là phương trình số 4 rồi từ cái CH nối 3 CH này chúng ta sẽ đi tác dụng với cờ lo điều kiện là phân thế thì khi thu được thằng này thế nào đây mà đây đây chất này người ta cho chúng ta là chất y từ CH3 CH3 này mình đi cộng cơ lo Mỗi điều kiện đây mình dùng ánh sáng khuếch tán bản chất là cơ lo thế vào vị trí của CH3 thì nó còn lại CH2Cl cộng cho HCl đây là phương trình số 5 và cái thằng CH3 CH2Cl này là chất chết cái điều cầu đây nè. tiếp em ơi Cái phương trình số 6 từ Z ra T T ra X mà ra T thì nó sẽ ra, ra, ra rượu etylic Rượu etylic chúng ta sẽ tách nước để tạo ra Ethylene Ethylene trùng hợp tạo thành polyethylene Như vậy cái đoạn sau dễ rồi Đây Bây giờ chúng ta từ chất chết ra chất T phương trình 6 nè Chất chết của mình ở đây là CH3 CH2 CL Mình để tác dụng với NaOH ở đây nhiệt độ đông nóng và chắc nó sẽ biến thành CH3 CH2 OH Na kết hợp với Cl để tạo thành NaCl đây là phương trình số 6 và chắc này là chất T giờ chưa từ T thì em bắt đầu em đi tách nước để tạo ra đây H2N4 đặc 170 độ C Thì chúng ta tạo thành CH2 nối đôi CH2 cộng H2O Được chưa? Đây là phương trình số 7 Chắc này ta điều yêu cầu nó là chất X Được chưa? Từ chất X này thì chúng ta trùng hợp ra chất chế o là PE CH2 nối đôi CH2 Nhiệt độ xúc tác và áp suất Và chất đó sẽ biến liên kết đôi thành liên kết đơn chưa? Và cái đó đây là chất R. Đây là phương trình số 8. chưa Câu này theo thầy đánh giá thì nó hơi khó hơn một xíu thôi. bây chưa? Cái bố chốt ở đây là chất chết và chất kích chất. Mình xử lý được hai thằng này. Coi như bài toán là ok. Mà X chúng ta điều chế ra chất chẻo. Mà chúng ta trong sơ đồ mình có thấy nó có xuất hiện 2 xe thôi. Nghĩ ngay tới nó là ethylene. X là ethylene. Bây giờ thì Z là CH3, CH2, CL. Cái đó bài toán nó sẽ được ra ạ.